Nhà hơi cũ nhỉ. Đúng là người ta tiền nào của y khác. Bảy à, mặt tiền á, mặt tiền tí mình về gửi lại cho thông tin cho đầy đủ không? Cho nó chính xác. À, tí gửi cho em nhé. Ừ, ok, em đi xem trên nhà nhờ một chút nhé. Động phết đó là 50 m², mỗi tội là hơi cũ tí. Bác, cháu ngó nhà xem nhà nhà một tí ạ. Nó không được quan trọng. Cho em ngó trên nhà xem là gì trên. Đây là sân phơi này. Bên này có một phòng nữa đúng không anh? Phòng giống hết phòng bên này. Vâng, cũng đều ngủ được đúng không? Đúng. Vâng. Có một nhà vệ sinh nữa đúng không ạ? Ok. Xong đẹp.